Xin chào toàn thể các bạn thân mến nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đi dự một buổi lễ đám cưới. Nói đến dự các buổi lễ, buổi tiệc thì chúng ta thường thường sẽ nghĩ đến tất cả những món ăn. Đấy, hôm nay thì mình có đến sớm một chút. Vì vậy trên bàn hiện tại bây giờ thì mình cũng mới nhìn thấy một món ăn được trang trí rất đẹp mắt, đó là món thịt gà đây các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem cái cách người ta chặt thịt gà thế nào được đẹp như thế này các bạn nhé.
Vừa rồi là cái cách mà bác đầu bếp vừa chặt thịt gà một con thành ba đĩa để bày cỗ đám cưới rất đẹp các bạn nhé. Video của mình cũng khá dài rồi. Bây giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây để dự tiệc cùng với tất cả mọi người. Các bạn xem video này nếu thấy hữu ích, xin vui lòng hãy like, share và bấm đăng ký kênh ủng hộ cho mình các bạn nhé. Những bạn nào mới chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình một lượt đăng ký kênh và nhớ bấm vào nút chuông bên cạnh để đón nhận những video mới nhất của mình các bạn nhé. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem và theo dõi video clip của mình. Bye bye, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.